ba cái dây này chúng ta đủ điều kiện để cho con trở này của chúng ta, để cho con trở này của chúng ta làm việc mà nó không xuất đường điện ra, thì tức là con trở này của chúng ta làm sao ạ? Bị hỏng. Hello anh em, xin chào anh em. Trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ có được cùng nhau tìm hiểu cái bệnh của con xe khách anh em nhé. Anh em nhìn này, một là bệnh xe khách. Và hôm trong cái video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh chị em đo cái trở quạt gió đấy, mà dẫn đến cái bệnh của con xe này là áp cao và lạnh không sâu. Còn đây là trở quạt gió của chúng ta. Đây là hai cái trở quạt gió đây anh em này, xem gần vào đây. Đấy, đây trở quạt gió nhá. Có ba cái rác này. Có ba rác. Đấy. À, tình trạng bệnh của con xe khách này của chúng ta là ba quạt dàn nóng này. Một quạt dàn nóng này, hai quạt dàn nóng và ba quạt dàn nóng này là không chạy. Đấy, khi mà quạt dàn nóng trong hệ thống điều hòa ô tô của chúng ta không chạy thì anh em biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Đấy, áp rất chi là cao. Đấy, có thể là hỏng lốc rồi thì không lạnh. Không lạnh là điều tất nhiên rồi. Lạnh kém. Như con này tình trạng của chúng ta là lạnh kém và lốc thì vẫn đang tồn tại em nhá. May mắn là chưa chết. Đến đây là anh em vẫn thấy nó lạnh đấy, và áp cao. Thì đo phát hiện ra là cái trở này tạch luôn anh em ạ. Hai cái trở này tạch luôn. Đấy, không thấy có điện ra. Thì hôm nay Nguyên sẽ hướng dẫn và anh chị em sẽ kiểm tra được cái trở quạt dàn nóng này và những con xe mà của anh chị em mà dính đến cái quạt dàn nóng này mà không chạy ấy, thì là chúng ta phải để ý cái gì. Đấy, thì hôm nay trong cái video ngày hôm nay anh em mình cùng đi tìm hiểu cái này. Đây. Đầu tiên anh em chúng tôi là cắm ga. Đấy, khi mà cắm ga ở bên dưới đấy, đo áp suất thì thấy bật lốc lên là lốc có hút và hệ thống máy lạnh có làm việc. Nhưng có một cái điều rất chi là nguy hiểm là thấy cái áp suất khi cắm đồng hồ rồi thì phát hiện là cái áp suất của cái đường đẩy, có nghĩa là cái đường nóng của điều hòa, cái đường nóng của điều hòa máy lạnh ô tô nó bị cao bất thường. Đấy, tức là nó lên tầm bình thường nó chỉ rơi vào tầm độ 13 đến 15 kg đấy, trong cái đồng hồ đo của chúng ta. Nhưng khi mà chúng tôi thấy cái điều bất thường đó chính là nó lên 20 cân, 25 kg. Đấy là quá bất thường rồi. Thì chúng tôi mới cho tắt điều hòa đi và lên kiểm tra cái quạt dàn nóng này. Đấy, lên kiểm tra cái hệ thống quạt dàn nóng này. Khi chúng ta bật điều hòa lại lên, đấy, đóng AC vào rồi, thấy lốc chạy, thấy đồng hồ báo hút rồi, nhưng cả ba cái quạt này cùng không chạy, ba cái quạt dàn nóng tản nhiệt cho cái hệ thống điều hòa của chúng ta cùng không chạy. Đấy thì là chúng tôi mới quyết định là tắt khẩn cấp cái điều hòa và kiểm tra cái hệ thống quạt này. Và để kiểm tra cái hệ thống quạt này chúng ta phải làm từng bước như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ rút cái rắc điện vào lốc, rút cái rắc điện của lốc lạnh ra làm cho con lốc của chúng ta chạy ấy, rút cái rắc điện vào cái con lốc của chúng ta ra. Đấy, để cho điện của toàn bộ hệ thống này vẫn bình thường nhưng cái lốc lạnh của chúng ta sẽ không chạy nữa, để đảm bảo cho cái lốc lạnh của chúng ta được tồn tại, đúng không ạ? Và anh em chúng tôi lên kiểm tra cái con trở ở trên này. Thì con trở ở trên này thì có đây anh em nhìn đây. Anh em nhìn nhá, đây này. Ở cái quạt dàn lạnh nhá. Chúng ta phân biệt trở đã. Ở quạt dàn lạnh này chúng ta thấy có một con trở, đúng không ạ? Nhìn thấy chưa? Anh em nhìn thấy chưa? Một con trở này. Tiếp tục đây một con trở này. Đúng chưa? Tiếp đây là hai quạt ở bên lái nhá, còn hai quạt bên phụ. Đây. Quạt bên phụ đây. Đấy. Trở thì ở bên này. Đây. Đây một con trở nữa này. Ba con đúng không? Ba quạt ba con. Đây, con này nữa. Bốn quạt đúng không ạ? Bốn con trở. Đây là của trở của gì anh em biết không? Những cái con trở nào mà nó gắn trực tiếp, những cái con trở nào mà gắn trực tiếp với cái quạt này thì là cái con trở này là của cái quạt dàn lạnh đó. Của cái quạt dàn lạnh đó. Ví dụ như bốn con trở này là nó gắn trực tiếp cái trở này vào cái quạt thì nó có bốn con trở, thì là bốn con trở này của cái quạt đó. Số tức là 1 2 3 4 đấy. Cái số quạt khi mà chúng ta bật cái quạt lên là số quạt. Còn hai cái con trở mà nằm ở bên ngoài đây. Đây anh em nhìn này. Đây. Nó nằm ở đây này. Nó nằm ở chân ngoài này. Nó bắt ở ngoài này. Thì là của quạt dàn nóng. Đây, ví dụ cái trở này nằm đây như này. Vì sao anh em biết nó bắt ở đây không?
khi mà cái chở này của chúng ta được nằm ở đây, tức là nó mượn cái gió, mượn cái gió này này, nó hút để nó chạy, nó hút làm cho cái con chở này của chúng ta nó mát, nó không bị nóng, thì con chở này sẽ bền, hiểu chưa? Anh em hiểu chưa? Con chở sẽ bền thì vì sao nó lại đặt ở vị trí này mà nó lại không đặt ở vị trí khác, đặt ở vị trí gần cái quạt này để cho con chở cái quạt này nó chạy, thì nó sẽ hút cái gió nóng ở cái con chở này, làm cho con chở nó sẽ bền anh em nhé. Vì sao anh em thấy tất cả những con chở nó đặt ở gần cái quạt đấy, gần cái quạt giàn lạnh là lý do như vậy đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là đo cái con chở này. Đây, hai con chở này thì giống nhau nhá, giác điện là giống nhau. Chúng ta đo một con là chúng ta biết có thể đo nhiều con khác. Đây, con quạt này giác điện nó như này, nó cắm này, nó giống nhau. Đây, cắm con này vào như sau. Đây, vào việc luôn anh em. Con này có ba cái dây điện đúng không ạ? Đấy, ba cái dây điện này nó tương ứng với ba cái giác điện đây. Đây có ba cái dây giác điện đúng không? 1 2 3. Thì đây cũng có 1 2 3. Thì trong cái số này thì chúng ta phải biết rằng ba cái dây này có một dây màu đen, thì đó chính là dây mát. Dây này là mát vào liên tục, mát thường trực nhá. Đấy, dây mát này là mát sắt xi ô tô vào đây, thường trực vào đây. Còn cái dây màu trắng này, bên này dây màu trắng này là dây nó thông từ đây nhá. Anh em đây, anh em nhìn này. Đây, thông đây. Và ra đâu? Anh em nhìn, đây. Và ra đến cái quạt giàn nóng này. Đấy, có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ con chở này lao ra quạt giàn nóng này. Đấy, nó sẽ dẫn đường ra quạt giàn nóng này. Con chở này, vì sao có ba cái quạt mà có hai con chở thôi? Thì một cái con chở này của chúng ta sẽ ra hai quạt đây. Con chở này ra hai quạt này. Đấy, ra hai quạt này. Và nó có đường lửa của quạt này, có đường lửa sẵn rồi, và chúng ta chỉ cấp qua con chở này nó cấp mát. Đấy, khi cấp mát qua con chở này là nó cấp một đường mát ra thẳng cái quạt đấy, là gặp lửa đấy là nó chạy thôi. Đấy. Đấy là một đường mát vào và một đường mát ra cho quạt, là hết hai đường. Còn một đường này là gì? Còn một đường này là được điều khiển. Đấy, điều khiển từ cái công tắc AC. Khi chúng ta bật AC cho lốc chạy thì là có một đường điện nó cấp qua hộp. Đấy, nó cấp qua bậc mảng điện tử và nó đẩy vào cái con chở này của chúng ta, đồng thời là đẩy cả vào con chở bên này nữa. Đây, con chở bên này cũng tương tự như vậy, cũng có 3 dây và cũng nhận lệnh như vậy, và cũng có đường mát và có một đường ra quạt. Đây là cái đường màu vàng sọc xanh này là ra cho một cái quạt này. Đấy, một con chở này cho một cái quạt này thôi, còn một con chở bên trên là cho hai cái quạt giàn nóng này. Thế tức là chúng ta chạy hai con chở cho ba cái quạt giàn nóng. Đấy, thì khi mà anh chị em mà kiểm tra thấy đường điều khiển từ bên trên AC khi ta bật, là chúng ta dùng cái đồng hồ này, đồng hồ vạn năng, và chúng ta sẽ đo ở cái nấc thang 50. Chúng ta đặt đo nấc thang 50 thì chúng ta sẽ thấy được nó lên khi mà chúng ta bật AC. Đấy, chúng ta sẽ đo cái bên âm này để vào âm, bên dây đen để vào âm, còn bên dây đỏ này chúng ta cho vào cái đường điều khiển đó, thì chúng ta sẽ thấy đồng hồ của chúng ta khi bật tắt AC nó sẽ đẩy lên. Đấy, nó sẽ đẩy đường điện lên cho chúng ta. Đấy, thấy được là tức là cái hệ thống điện của chúng ta đầy đủ. Chúng ta có 3 dây. Một là dây mát, hai là dây đường ra quạt. Đấy, đường ra quạt thì chúng ta chọc trực tiếp dây mát, dây đen đấy vào dây ra quạt là cái quạt của chúng ta chạy. Khi chúng ta nổ máy lên thì là đường điện chúng ta thông, tức là mát vào và cái đường ra quạt là không bị đứt dây. Đấy, có mát và đường ra quạt là thông, là quạt chạy. Khi chúng ta chọc trực tiếp, chúng ta lấy đoạn dây điện, chúng ta chọc trực tiếp từ cái dây màu trắng sang dây màu đen thì là chúng ta thấy quạt chúng ta chạy. Khi chúng ta nổ máy lên thì là hệ thống thông ok. Và chúng ta đo cái đường dây bé này này. Đây, cái đường dây bé này, cái đường dây bé này mà có đường lửa điều khiển ra, chúng ta dùng đồng hồ vạn năng ta đo có đường điều khiển lửa ra, thì là ba cái dây này chúng ta đủ điều kiện để cho con chở này của chúng ta, để cho con chở này của chúng ta làm việc mà nó không xuất đường điện ra, thì tức là con chở này của chúng ta làm sao ạ, bị hỏng. Vì thế nên là chúng ta sẽ cho sửa chữa hoặc là cho thay thế con chở này. Đấy, anh em nhé. Thì là khi đó chúng ta sẽ biết được cái vấn đề là con chở này chúng ta đủ điều kiện để chúng ta khám ấy,
đủ điều kiện để chúng ta kết luận là con trở này hỏng. Đấy, qua những cái vấn đề mà tôi vừa chia sẻ và những cái cách đo, những cái cách hướng dẫn để cho anh em biết được, để chúng ta kết luận là con trở này, con trở gió này cho quạt gió nóng rồi của chúng ta bị hỏng anh em nhé. Thôi, cái video ngày hôm nay thì giới thiệu cho anh em như vậy, chia sẻ anh em như vậy, hướng dẫn cho anh em có thể biết được, xử lý được khi mà gặp cái trường hợp mà cái con trở quạt gió nóng của chúng ta bị chết. Đấy, dẫn đến là cái hệ thống quạt gió nóng của chúng ta không hoạt động, không làm việc, thì anh em biết kiểm tra và biết xử lý như nào rồi đấy. Thôi, xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye.